chim bao. Sáng mai, tâm thần người bất định, truyền đòi các pháp sư và các tay bác sĩ xứ Ai Cập đến thuật lại điềm chim bao mình cho họ nghe. Nhưng chẳng có ai bàn được điềm chiêm bao đó cho vua hết. Quan Tiểu Chánh bèn tâu cùng Pharaon rằng: "Bây giờ tôi nhớ đến lỗi của tôi. Ngày trước bệ hạ nổi giận cùng quần thần, có cầm ngục quan thượng thiện và tôi nơi dinh quan thị vệ. Trong lúc đó, cùng một đêm kia, chúng ta có thấy điềm chim bao. Chim bao mỗi người đều có ý nghĩa riêng rõ ràng. Tại đó, cùng chung ngục, có một người Heberer còn trẻ, kẻ gia đình của quan thị vệ. Chúng tôi thuật lại cho chàng nghe điềm chim bao của mình. Chàng bằng rõ ra cho ai mỗi chim bao nấy. Rồi ra, công việc xảy đến y như lời chàng bàn. Bệ hạ phục chức tôi lại và xử treo quan kia. Pharaoh bèn sai đi đòi Joseph. Họ lập tức tha người ra khỏi ngục, cạo mặt mày cho, biểu thay đổi áo sống, rồi vào chầu Pharaoh. Pharaoh phán cùng Joseph rằng, Trẫm có thấy một điềm chim bao mà chẳng ai bàn ra. Vậy, Trẫm nghe rằng khi người ta thuộc điềm chim bao lại cho, thì ngươi bàn được. Joseph tâu rằng, đó chẳng phải tôi, nhưng ấy là Đức Chúa Trời đem sự bình an đáp cho bệ hạ vậy. Phá phán rằng này trong điềm chim bao trẫm đang đứng bên bờ sông này đâu bãi con bò mập và tốt dưới sông đi lên đến ăn cỏ trong bưng rồi bãi con bò khác xấu dạng gầy guộc đi theo lên sau thật trẫm chẳng thấy trong xứ Egypto này có bò xấu dạng như vậy bao giờ bãi con bò xấu dạng gầy guộc đó nuốt bãi con bò mập tốt trước kia nuốt vào bụng mà dường như không có nuốt vì các con bò đó vẫn xấu dạng như xưa. Trẫm bèn thức giấc, rồi lại thấy điềm chim bao khác là bảy giá lúa chắc tốt tươi mọc chung trên một cọng rạ. Kế đó, bảy giá lúa khác, khô, lép, bị gió đông thổi háp, mọc theo bảy giá lúa kia, và bảy giá lúa lép đó lại nuốt bảy giá lúa chắc. Trẫm đã thuật điềm chim bao này cho các pháp sư, nhưng không ai giải nghĩa ra được. Joseph tâu cùng pharaoh rằng, Hai điềm chim bao của bệ hạ thấy đó đồng một nghĩa mà thôi. Đức Chúa Trời mắt cho bệ hạ biết trước những việc Ngài sẽ làm. Bảy con bò mập tốt đó tức là bảy năm. Bảy giấy lúa chắc đó cũng là bảy năm. Ấy chỉ đồng một điềm chim bao vậy. Bảy con bò xấu dạng gầy guộc lên theo sau bảy con bò kia, tức là bảy năm, và bảy giấy lúa lép bị gió đông thổi háp đó, tức là bảy năm đói kém. Ấy là điều tôi đã tâu cùng bệ hạ rồi. Đức Chúa Trời có cho bệ hạ thấy những việc Ngài sẽ làm. Này, trong khắp xứ Ai Cập sẽ có bảy năm được mùa dư dật. Nhưng bảy năm đó lại liền tiếp bảy năm đói kém. Dân bản xứ đều sẽ quên sự dư dật đó. Và ách đói kém sẽ làm cho toàn xứ hao mòn. Và vì sự đói kém liên tiếp này lớn quá, nên thiên hạ chẳng còn thấy chi về sự dư dật đó nữa nếu điềm chim bao đến hai lần cho bệ hạ, ấy bởi Đức Chúa Trời đã quyết định điều đó rồi, và Ngài mau mau lo làm cho thành vậy. Bây giờ, bệ hạ khá chọn một người thông minh trí huệ, lập người lên làm đầu trong xứ Egypto, cùng lập các ủy viên trong xứ để góp một phần năm của số thâu vào trong bảy năm được mùa dư dật đó. Họ hãy thâu góp hết thảy mùa màng trong bảy năm được mùa dư dật sẽ đến sau này. Cùng thâu nhập lúa mì sẵn dành cho Pharaon dùng làm lương để dành trong các thành, và họ hãy giữ gìn lấy. Các lương thực này phải để dành cho bảy năm đói kém sẽ đến trong xứ Egypto, hầu cho xứ này khỏi bị diệt bởi sự đói kém đó. Các lời này đẹp ý Pharaon và quần thần. Pharaon phán cùng quân thần rằng, Chúng ta há dễ tìm một người như người này có thần minh của Đức Chúa Trời được sao? Pharaoh phán cùng Joseph rằng, Vì Đức Chúa Trời xui cho ngươi biết mọi việc này, thì chẳng còn ai được thông minh trí huệ như ngươi nữa. Vậy, ngươi sẽ lên cai trị nhà trẫm, hết thảy dân sự của trẫm đều sẽ vâng theo lời ngươi. Trẫm lớn hơn ngươi chỉ vì ngự ngôi vua mà thôi. Pharaoh lại phán cùng Joseph rằng, Hãy xem, trẫm lập ngươi cầm quyền trên cả xứ Ai Cập. Vua liền cổ chiếc nhẫn trong tay mình đeo vào tay Joseph, truyền mặc áo vải gai mịn và đeo vòng vàng vào cổ người, rồi truyền cho lên ngồi xe sau xe vua. Có người đi trước hô rằng hãy quỳ xuống. Ấy Joseph được lập lên cầm quyền cả xứ Ai Cập là vậy. Pharaon lại phán cùng Joseph: Ta là Pharaon nhưng nếu chẳng có ngươi thì trong cả xứ Ai Cập không có ai giơ tay đưa chân lên được. Pharaoh đặt tên Joseph là nê Phaneas, đưa nàng Ách-nát, con gái Phô-ti-phê-ra, thầy cả thành ôn cho người làm vợ. Người thường tuần hành trong xứ Ai Cập. Và khi Joseph ra mắt Pharaoh vua Ai Cập thì người đã 30 tuổi. Vậy người từ tạ Pharaon mà đi tuần khắp xứ Egypto. Trong bảy năm được mùa dư dật, đất sinh sản ra đầy dẫy. Joseph bèn thâu góp hết thải lương thực của bảy năm đó trong xứ Egypto và chứa lương thực này khắp các thành. Trong mỗi thành đều dành chứa hoa lợi của các ruộng ở chung quanh thành đó. Vậy Joseph thâu góp lúa mì rất nhiều, như cát nơi bờ biển, cho đến đổi người ta đếm không được vì đầy dẫy vô số. Trước khi đến năm đói kém thì ách nát, con gái Potiphera thầy cả thành ôn, sinh cho Joseph hai con trai. Joseph đặt tên đứa đầu lòng là Manasseh vì nói rằng, Đức Chúa Trời đã làm cho ta quên điều cực nhọc và cả nhà cha ta. Người đặt tên đứa thứ nhì là Ephraim vì nói rằng, Đức Chúa Trời làm cho ta được hưng vượng trong xứ mà ta bị khốn khổ. Bảy năm được mùa dư dật trong xứ Ai Cập bèn qua, thì bảy năm đói kém khởi đến, y như lời Joseph đã bàn trước. Khắp các xứ khác cũng đều bị đói, nhưng trong cả xứ Ai Cập lại có bánh. Đoạn, cả xứ Ai Cập đều bị đói, dân chúng đến kêu cầu Pharaon xin lương. Pharaon phán cùng bản dân rằng, hãy đi đến Joseph, rồi làm theo lời người sẽ chỉ bảo cho khi khắp xứ bị đói kém, thì Joseph mở mọi kho lúa mà bán cho dân Ai Cập. xứ càng đói nhiều nữa, và vì khắp thế gian đều bị đói quá, nên đâu đâu cũng đổ đến Ai Cập mua lúa nơi Joseph bán. Chương 42. Jacob thấy xứ Ai Cập có lúa bán ra, bèn nói cùng các con trai mình rằng: sao bay ngơ ngẩn nhìn nhau vậy? lại rằng, Này, cha nghe dưới xứ Ai Cập có lúa bán. Bay hãy xuống đó mua lúa cho chúng ta, hầu cho chúng ta sống và khỏi chết chứ. Mười người anh của Joseph bèn xuống Ai Cập đặng mua lúa. Nhưng Gia Cốp không cho Benjamin em Joseph đi cùng các anh, vì nghĩ rằng, ta nên giữ chừng, kẻo xảy ra đều rủi ro cho nó. Xứ Canaan bây giờ cũng đói, nên các con trai của Israel cũng đổ xuống Egypto, mua lúa, như các người khác Và lúc này Chính Joseph cai trị trong nước Và bán lúa cho cả dân bản xứ Các anh Joseph bèn đến Sắp mình xuống trước mặt người Joseph thấy nhìn biết các anh mình Nhưng giả làm mặt lạ cùng họ Nói một cách sẵn rằng Các người ở đâu đến Đáp rằng ở xứ Canaan đến Đặng mua lúa Vậy Joseph nhìn biết các anh mình nhưng họ nhìn lại chẳng ra. Joseph nhớ lại điềm chim bao mình đã thấy về anh em mình, liền thét rằng, Các ngươi là thám tử, đến đây đặng dòm hành những nơi yếu ớt của xứ ta. Đáp rằng, Thưa Chúa, chẳng phải vậy. Các tôi tới Chúa đến đặng mua lúa mà thôi. Chúng tôi đây đều là con một cha vốn nhà lương thiện, chẳng phải là thám tử đâu. Người đáp lại rằng, chẳng phải các ngươi đến đặng dòm hành những nơi yếu ốp của xứ này. Đáp rằng, kẻ tôi tới chúa có mười hai anh em, con của một cha, nguyên xứ Canaan. Này, một người đã đi mất biệt, còn người út hiện bây giờ hãy ở lại nhà cùng cha chúng tôi. Joseph nói, ấy quả thật như ta đã nói, các ngươi là thám tử. Đây là điều ta thử các ngươi. Ta chỉ mạng Pharaoh mà thề rằng, hễ em út các ngươi không đến đây, thì chẳng bao giờ các ngươi ra khỏi chốn này được hãy sai một người nào trong bọn các ngươi về dẫn em út xuống còn bao nhiêu thì phải ở tù lại đây lời các ngươi phải thử đã rồi ta sẽ biết các ngươi nói đó có quả thật chăng nếu chẳng thật thì ta chỉ mạng pharaoh thề rằng các ngươi là thám tử đó đoạn joseph truyền đem giam họ chung trong ngục ba ngày ngày thứ ba Giô-sép nói cùng họ rằng: Ta kính sợ Đức Chúa trời, hãy làm như điều này thì được sống. Nếu các ngươi vốn nhà lương thiện, thì hãy để một người nào ở tù lại đây, còn bao nhiêu đem lương thực về nuôi đói cho nhà các ngươi. Đoạn hãy dẫn em út xuống đây, thì lời các ngươi sẽ cho là thật và các ngươi chẳng phải chết. Vậy họ nghe theo. Họ bèn nói với nhau rằng: Quả thật chúng ta cam tội cùng em ta rồi vì lúc trước ta thấy tâm hồn nó buồn thảm khi nó xin nhờ ơn nhưng ta không khứng cho vậy nên tai vạ này mới xảy đến cho chúng ta ruben đáp rằng anh há không có nói cùng các em rằng chớ phạm tội này cùng đứa trẻ đó sao nhưng các em không nghe nên bây giờ huyết nó đòi chúng ta thường lại vả joseph vẫn dùng người thông ngôn nói chuyện lại cùng các anh nên họ tưởng Joseph chẳng nghe hiểu. Joseph xây mặt qua chỗ khác mà khóc. Đoạn xây mặt lại, nói chuyện cùng họ. Bèn bắt Simeon trong vòng anh em, truyền trói lại trước mặt họ. Joseph truyền đầy tớ xúc lúa đổ đầy bao và để bạc lại trong đó cho mỗi người anh em, cũng để thêm lương thực dùng dọc đường. Đầy tớ làm y như lời. Đoạn anh em chất mấy bao lúa lên lưng lừa rồi đi đến quán một người trong bọn mở bao ra cho lừa ăn thóc thấy bạc mình ở tại miệng bao bèn nói cùng anh em rằng bạc của tôi trả lại hiện trong bao tôi đây các anh em nhát gan vừa nói với nhau vừa run mà rằng đức chúa trời đã làm chi cho chúng ta đây các anh em trở về cùng gia cốp cha mình tại xứ Cana an thuật lại cho người nghe mọi nỗi đã xảy đến rằng người đang làm chúa tại xứ Ai nói với chúng tôi cách sẵn sớm cho chúng tôi là thám tử. Song chúng tôi có thưa cùng người rằng chúng tôi vốn nhà lương thiện, nào có phải là thám tử đâu. Chúng tôi được 12 anh em con một cha, một người đã đi mất biệt, còn người út hiện bây giờ ở nhà cùng cha tại xứ Canaan. Người làm chúa xứ đó dạy rằng làm như vậy ta mới cho các ngươi là lương thiện. Hãy để lại cùng ta một người nào trong bọn các ngươi, còn bao nhiêu sẽ đem lương thực về nuôi đói cho nhà các ngươi. Đoạn, hãy dẫn em út đến cho ta. Vậy ta mới biết rằng các ngươi chẳng phải là thám tử, nhưng là người lương thiện. Ta sẽ giao em lại cho, và các ngươi sẽ được buôn bán trong xứ này. Và, đang khi các anh em trút lúa mì ra bao, này đâu trong mỗi bao, có gói bạc của mỗi người. Cha và các anh em thấy những gói bạc mình đều lấy làm sợ hãi. Gia Cốp cha họ bèn nói rằng, bay làm mất các con tao. Joseph đã mất biệt, Simeon cũng mất biệt, mà bây giờ lại muốn dẫn Benjamin đi nữa sao? Các nông nổi này đều đổ lại cho tao hết. Ruben thưa lại cùng cha rằng, cha hãy giao em nơi tôi, tôi sẽ dẫn về cho ví bằng chẳng dẫn em về, thì cha hãy giết hai đứa con trai tôi đi. Nhưng Gia Cốp đáp rằng, con út tao sẽ chẳng đi xuống với bay đâu, vì anh nó đã chết rồi, chỉ còn một mình nó mà thôi. Nếu điều rủi ro chi xảy đến cho nó nơi dọc đường bay đi, tất nhiên bay làm cho kẻ tóc bạc này đau lòng xót dạ xuống âm phủ. Chương 43 và sự đói kém trong xứ lớn lắm. Khi nội nhà đã ăn hết lương thực ở xứ Ai Cập đem về rồi, thì cha các người ấy dạy rằng, bay hãy trở xuống mua một ít lương thực cho chúng ta. Judah thưa, người đó có nói quyết cùng các con rằng, ví em út không theo xuống với các ngươi thì sẽ không bao giờ thấy mặt ta. Nếu cha cho em đi với, thì chúng tôi mới xuống Ai Cập mua lương thực cho cha được. Bằng không, thì chúng tôi chẳng trở xuống đâu vì người đó đã nói rằng ví em út không theo xuống với các ngươi thì sẽ không bao giờ thấy mặt ta israel quở rằng sao bay khéo tệ cùng tao mà tỏ cho người ấy rằng bay còn một em nữa thưa rằng người đó hỏi kỹ càng về chúng tôi và về bà con chúng tôi rằng thân phụ các ngươi còn sống chăng còn có một người anh em nào nữa chăng chúng tôi có đáp các lời hỏi đó há dễ biết người đó sẽ dặn chúng tôi rằng hãy đem em út xuống đây sao judah lại thưa cùng israel cha mình rằng hãy cho đứa trẻ theo con thì chúng tôi sẽ đứng dậy đi hầu cho chúng ta nào các con nào cha nào các cháu của cha đi đều được sống và khỏi chết con sẽ bảo lãnh em cho cha sẽ cứ nơi con mà đòi em nếu không dẫn em về không để em trước mặt cha thì con đây sẽ cam tội cùng cha mãi mãi. Và nếu không có điều dùng dằng thì chúng tôi đã đi và về được hai lần rồi. Đoạn Israel cha các anh em nói rằng, nếu việc đã thể kia thì bay phải làm thế này. Hãy lấy trong đồ hành lý những thổ sản quý nhất của xứ ta, một ít nhũ hương và mật ong, các hương hoa và một dược, phi tử và hạnh nhân, đem dâng cho người đó làm của lễ hãy đem theo một số tiền bằng hai, đặng thối hồi tiền mà họ đã để lại nơi miệng bao của bay. Có lẽ là một sự lộn chăng? Bay hãy đứng dậy đi, dẫn em út theo và trở xuống đến người đó. Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng xui cho bay được ơn trước mặt người và tha đứa em kia và Benjamin cho bay. Còn phần cha, nếu phải mất con, thì cha chịu phận vậy. Vậy, các anh em đem theo của lễ và một số tiền bằng hai cùng dẫn Benjamin đồng đứng dậy đi xuống Ai Cập mà ra mắt Joseph. Vừa khi Joseph thấy Benjamin đi theo xuống với, bèn truyền cho quản gia rằng: hãy đưa các người này vào nhà trong, bắt con gì làm thịt và nấu dọn đi, vì trưa này họ sẽ dùng bữa cùng ta. Quản gia làm theo y như lời dặn, đưa họ vào nhà Joseph. Anh em thấy mình phải đưa vào nhà Joseph thì sợ hãi và nói với nhau rằng, ấy cũng vì số tiền đã để lại vào bao chúng ta lần trước, nên họ mới đem chúng ta vào chốn này, đặng tìm cớ xông và đánh chúng ta, bắt chúng ta làm tôi mọi, và chiếm đoạt mấy con lừa của chúng ta. Mấy anh em bèn đến gần quản gia của Joseph thưa cùng người tại ngoài cửa mà rằng, Xin Chúa tha lỗi cho, anh em chúng tôi đã đến đây một lần rồi đặng mua lương thực, và khi trở về đến nhà quán mở các bao ra, này số bạc của mỗi người đều ở tại miệng bao mình cân nặng bao nhiêu đều y như bấy nhiêu này chúng tôi có đem lại số bạc đó và cũng có đem thêm số bạc nữa đặng mua lương thực chẳng biết ai để bạc lại trong bao chúng tôi quản gia đáp rằng mọi việc đều bình yên đừng sợ chi cả ấy là đức chúa trời của các ngươi tức đức chúa trời của cha các ngươi đã ban vật quý vào bao còn bạc các ngươi thì đã có giao cho ta Đoạn người dẫn Simeon đến cùng anh em, rồi đưa anh em vào nhà Joseph, đem nước ra cho rửa chân và cũng cho những lừa ăn cỏ nữa. Các anh em bèn sửa soạn của lễ, đợi trưa Joseph về, vì có hay rằng mình sẽ ăn bữa tại nhà này. Khi Joseph trở về, các anh em bèn lấy của lễ đã đem theo dâng cho Joseph tại nhà, rồi cùng sắp mình xuống đất trước mặt người. Người liền hỏi thăm họ mạnh giỏi thế nào và nói rằng, người cha già mà các ngươi đã nói cùng ta đó được mạnh khỏe chăng, còn sống chăng? Đáp rằng, kể tôi tới Chúa là cha chúng tôi, vẫn mạnh khỏe và còn sống. Đoạn họ cúi đầu và lại. Joseph nhướng mắt, thấy Benjamin, em ruột, con trai của mẹ mình thì hỏi rằng, đó có phải em út mà các ngươi đã nói cùng ta chăng? Và tiếp rằng, con út ơi, cầu xin Đức Chúa Trời làm ơn cho ngươi. Vì thấy em mình nên Joseph tức lòng cảm động, lật đật bước ra ngoài, tìm nơi nào đặng khóc. Người vào phòng nhà trong và khóc. Đoạn rửa mặt bước ra làm bộ chắc gan mà nói rằng, hãy dọn bữa ăn đi. Người ta dọn cho Joseph ăn riêng và cho các anh em ăn riêng. Người Egypto ăn chung cùng người, cũng dọn cho ngồi riêng nữa, vì người Egypto có tánh gớm người Hebrew nên không ăn chung được. Vậy, các anh em bạn ngồi lại trước mặt Joseph, lớn nhỏ tùy theo thứ tự mình, ngơ ngẩn mà nhìn nhau. Joseph sai đem mấy món đồ ăn trước mặt mình cho các anh em, nhưng phần Benjamin lại nhiều gấp năm của các người khác. Họ uống và ăn ngon vui cùng Joseph. Chương 44 Joseph bèn truyền lệnh cho quản gia rằng, hễ các người đó chở nổi bao nhiêu, thì hãy đổ lương thực cho họ đầy bao bấy nhiêu, rồi để bạc của mỗi người lại nơi miệng bao họ. Lại hãy để cái chén bằng bạc ta tại miệng bao chung với bạc mua lúa của người út nữa. Quản gia bèn làm y như lời Joseph dặn mình. Ngày mai, trời vừa sáng, người ta cho các người đó và lừa về. Khi đi ra khỏi thành chưa xa, Joseph nói cùng quản gia rằng, ngươi hãy đứng dậy, đuổi theo mấy người đó. Khi theo kịp rồi hãy nói rằng, sao các ngươi lấy oán trả ơn như vậy? Có phải cái chén này là của chúa ta thường dùng uống rượu và bói chăng? Các ngươi đã làm một việc chẳng thiện đó. Quản gia theo kịp, lặp lại mấy lời ấy. Các anh em bèn đáp rằng, sao chúa nói như vậy? Chẳng bao giờ kẻ tôi tới chúa có tưởng làm đến việc thế này. Đây, từ xứ Canaan chúng tôi có đem bạc đã được nơi miệng bao xuống giao lại cho người thay, dễ nào lại có ý mong ăn cắp bạc hay vàng của dinh chủ người sao? Xin cho kẻ tôi tới nào mà người tìm được cái chén đó phải chết đi, và chính chúng tôi sẽ làm tôi mọi cho Chúa. Quản gia đáp, ừ thôi, hãy làm như lời các người đã nói, ta tìm được chén nơi ai thì người đó sẽ làm tôi mọi cho ta đó, còn các ngươi thì vô tội tức thì mỗi người lật đật hạ bao mình xuống đất và mở ra quản gia lục soát bắt từ bao anh cả lần đến bao em út cái chén bèn tìm đặng trong bao benjamin mỗi người xé áo mình ra chất bao lúa lên lưng lừa rồi cùng trở lại thành judah cùng anh em đồng vào đến nhà joseph người hãy còn ở nơi đó họ bèn sắp mình xuống đất trước mặt người joseph hỏi các ngươi gây nên nông nổi chi vậy? Há chẳng biết một kẻ như ta đây có tài bói sao? Judah đáp, chúng tôi sẽ nói cùng Chúa làm sao, sẽ phân lại làm sao, sẽ chữa mình chúng tôi làm sao. Đức Chúa Trời đã thấu rõ điều gian ác của tôi tới Chúa rồi. Này, chúng tôi cùng kẻ đã bị bắt được chén nơi tay, đều làm kẻ tôi tới cho Chúa. Nhưng Joseph đáp rằng, ta chẳng hề có ý làm như vậy đâu. Người mà đã bị bắt được chén nơi tay sẽ làm tôi mọi ta còn các ngươi hãy trở về nhà cha mình bình yên judah bèn lại gần joseph mà thưa rằng vì chúa ngang vai pharaon xin lỗi chúa chớ nổi giận cùng kẻ tôi tớ để tôi nói một lời cho chúa nghe chúa có hỏi kẻ tôi tớ rằng các ngươi còn cha hay là anh em nào chăng có thưa lại cùng chúa rằng chúng tôi còn một cha già cùng một con trai đã sinh muộn cho người anh ruột đứa này đã chết rồi, nên trong vòng các con của mẹ nó, nó còn một mình và cha thương nó lắm. Và Chúa có dặn rằng hãy dẫn nó xuống đến ta, hầu cho ta thấy nó được tận mắt. Và chúng tôi có thưa lại cùng Chúa rằng, đứa trẻ chẳng lìa cha được, nếu lìa ra thì cha sẽ chết. Nhưng Chúa lại dạy, nếu em út không theo các ngươi xuống đây thì các ngươi chẳng còn thấy mặt ta nữa nên khi chúng tôi trở về nhà kẻ tôi tới chúa là cha tôi thì chúng tôi có thuật lại cho người nghe những lời của chúa kế ấy cha lại biểu chúng tôi rằng hãy trở xuống đặng mua một ít lương thực chúng tôi thưa lại rằng không được nhưng nếu em út đi theo cùng thì mới trở xuống được bằng không thì chúng tôi không thế ra mắt người đó kẻ tôi tới chúa là cha tôi đáp rằng bay biết rằng vợ ta sinh cho ta hai đứa con trai một đứa đã từ ta đi mất biệt ta cũng đã nói chắc đã bị thú dữ xé rồi vì đến bây giờ chưa thấy lại nếu bay còn dắt đứa này đi khỏi mặt ta nữa rủi có điều tai hại chi xảy đến cho nó tất nhiên bay sẽ làm cho kẻ tóc bạc này đau lòng xót dạ mà xuống âm phủ cha thương em út tôi lắm cho đến đổi hai linh hồn khăng khiếp nhau nếu bây giờ khi tôi trở về nơi kẻ tôi tới chúa là cha tôi mà không có em út đó thì khi vừa thấy con út không còn nữa chắc người sẽ chết nếu vậy các tôi tới chúa sẽ làm cho cha già tóc bạc của chúng tôi cũng là kẻ tôi tới chúa đau lòng xót già xuống âm phủ vì kẻ tôi tới này có chịu bảo lãnh đứa con út đó mà thưa rằng nếu con không đem em về cho cha thì sẽ cam tội cùng cha mãi mãi vậy bây giờ xin cho kẻ tôi tới Chúa ở tôi mọi thế cho đứa trẻ, đặng nó theo trở lên cùng các anh mình. Vì, nếu đứa trẻ không theo về, làm sao tôi dám về cùng cha tôi? Ôi, tôi nỡ nào thấy điều tai họa của cha tôi ư? Chương 45 Bây giờ Joseph không còn thể nào cầm lòng cho đậu được trước mặt các người hầu chung quanh bèn la lên rằng, hãy đuổi họ ra hết thảy khi Joseph tỏ thật cùng các anh em mình thì không có một người nào khác ở tại đó hết. Người cất tiếng lên khóc, dân Ai Cập nghe và nhà Pharaoh nghe nữa. Joseph nói cùng anh em rằng: "Tôi là Joseph. Cha tôi còn sống chăng?" Nhưng trước mặt người, các anh em bối rối chẳng đáp lời được. Người lại nói rằng: "Các anh em hãy lại gần tôi." họ bèn lại gần. Người nói, tôi là Joseph, em mà các anh đã bán đặng bị dẫn qua xứ Egypto. Bây giờ, đừng sầu não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ này. Vì, để giữ gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Kìa, hai năm rồi, trong xứ đã bị đói kém, và còn năm năm nữa sẽ không có cày cấy chi gặt hái chi được hết. Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước, đặng làm cho các anh còn nối dòng trên mặt đất, và nương một sự giải cứu lớn, đặng giữ gìn sự sống cho anh em. Không, chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là Đức Chúa Trời. Ngài dường đặt tôi làm cha Pharaon, cai quản cả nhà người và trị khắp xứ Egypto các anh hãy mau mau trở về cha tôi đi và nói với người rằng joseph con của cha có nói như vậy đức chúa trời đã đặt tôi làm chúa cả xứ egipto cha hãy xuống với tôi xin đừng chậm trễ cha các con các cháu các chiên bò cùng tài vật của cha sẽ ở tại xứ gosen gần tôi đây ở đó tôi sẽ nuôi cha vì còn năm năm đói kém nữa e khi cha người nhà cha và hết thảy loài vật của cha phải bị ách mà hao mòn. Này, các anh và Benjamin em tôi đã thấy tận mắt rằng chính miệng tôi đã nói chuyện cùng các anh em đó. Vậy, hãy thuật lại các điều vinh hiển của tôi tại xứ Ai cùng mọi việc mà anh em đã thấy cho cha nghe, và hãy mau mau dời cha xuống đây. Đoạn, người ôm lấy cổ Benjamin em mình mà khóc. Benjamin cũng ôm cổ người mà khóc. Người cũng ôm các anh mình mà khóc đoạn anh em nói chuyện cùng người. Lập tức, tiếng đồn đến nhà Pharaon rằng, anh em Joseph đã đến. Pharaon và quần thần nghe, lấy làm đẹp dạ. Pharaon bèn phán cùng Joseph rằng, hãy dặn các anh em ngươi rằng, hãy chở đồ lên lừa, đi trở về xứ Canaan, rước cha và người nhà của các ngươi xuống ở cùng ta. Ta sẽ nhượng cho vật tốt nhất trong xứ Egypto, và các ngươi sẽ hưởng màu mỡ của đất. Còn ta dặn ngươi, hãy nói lại cùng họ như vậy. Hãy đem xe cổ từ xứ Ai Cập về cho con nhỏ và vợ mình, cùng dời cha các ngươi xuống đây. Đừng tiếc tài vật mình, vì vật tốt nhất của xứ Ai Cập sẽ về phần các ngươi. Các con trai của Israel làm y như lời. Joseph vâng mạng Pharaoh đưa những xe cổ cho anh em mình và lương thực dùng trong lúc đi đường. Người cũng đưa áo sống mặc đổi thay cho mỗi người. Còn Benjamin người cho trăm miếng bạc cùng năm bộ áo sống. Người cũng sai đem về cho cha mình mười con lừa chở các vật quý nhất trong xứ Cập, mười con lừa cái chở lúa, bánh và lương thực để dành dùng trong khi cha đi đường. Vậy, Joseph đưa anh em mình lên đường, lại dặn họ rằng, xin anh em đừng cãi lấy nhau dọc đường. Các anh em ở Egypto trở lên và đến xứ Canaan, nơi cốp cha mình, thuật lại lời này mà rằng, Joseph hãy còn sống. Lại, ấy là người đang cai trị cả xứ Egypto. Nhưng lòng gia cố vẫn vô tình vì người không tin lời họ nói. Anh em thuật lại cho người nghe hết mọi lời của Joseph đã nói. Gia-cốp vừa thấy các xe cộ của Joseph sai đem về đặng rước mình, thì tâm thần người tỉnh lại, bèn nói rằng, Thôi, biết rồi, Joseph, con trai ta hãy còn sống, ta sẽ đi thăm nó trước khi ta qua đời. Chương 46 Israel ra đi, đem theo các tài vật mình. Đến bê e người bày của lễ dân cho Đức Chúa Trời của y cha mình. Trong một sự hiện thấy ban đêm kia, Đức Chúa Trời có phán cùng Israel rằng, Hỏi gia Jacob. Gia-cốp. Israel đáp rằng, có tôi đây. Đức Chúa Trời phán, ta là Đức Chúa Trời, đức chúa trời của cha ngươi hãy xuống Cập, đừng sợ chi vì tại đó ta sẽ làm cho ngươi thành một nước lớn chính ta sẽ xuống đến đó với ngươi và chính ta cũng sẽ dẫn ngươi về chẳng sai joseph sẽ vuốt mắt ngươi nhắm lại từ behe ba gia cốt khởi đi các con trai israel để gia cốt cha mình cùng các vợ và con mình lên xe cộ của pharaoh đã sai đến rước những người đó chúng cũng đem theo các súc vật và của cải mình đã gây dựng tại xứ Canaan mà đi đến xứ Ai Cập. Vậy Gia cùng cả nhà người, nào các con trai, nào các cháu trai, nào các con gái, nào các cháu gái, thảy đều xuống xứ Ai Cập. Đây là tên các con trai của Israel, tức là Gia đến xứ Ai Cập. Con trưởng nam của Gia là Ruben. Các con trai của Ruben là Henak, Phalu, hết rôn và cạc mi các con trai của Simeon là Yemuen, yamin Ohak, yakin soha và sauler tức là con của người vợ xứ canaan các con trai của levi là gẹt sôn và merari các con trai của yuda là er onan shela ferret và serat nhưng er và onan đã thác tại xứ canaan con của ferret là hết rôn và Hamun. Các con trai của Isaka là Thola, Fuva, Job và Simron. Các con trai của Sabulon là Seret, Elon và Yaleen. Và các con trai và một con gái tên là Dina mà Lea sinh cho Jacob khi ở tại Phadan Aram cùng các cháu đó hết thảy là 33 người. Các con trai của Gác là Siphion, Hagi, Shuni, Ebon, Eri, Arodi và Areli. Các con trai của Ashe là Jimna, Yit và Yitvi và Beria cùng Sherat, em gái các người đó. Con của Beria là Hebe và Mankien. Và các con trai của nàng sinh ba sinh cho Gia-cốt cùng các cháu đó, hết thảy là 16 người. Nàng là con đòi của Laban đã cho theo hầu Lea con gái mình các con trai của rachel vợ jacob là joseph và benjamin joseph đã có con tại xứ Ai-áp-tô là manasseh và ephraim mà ách nát con gái của ti ra thầy cả thành ôn đã sinh cho người các con trai của benjamin là Bela, la be Yera, ben naaman ehi roser mốt bim hốp bim và aret Và các con trai của rachel sinh cho jacob cùng các cháu đó hết thảy là mười bốn người con trai của Đan là Hushim, các con trai của Nephtali là Giác, Guni, Yitse và Shilem. Và các con trai của nàng Bila sinh cho Gia cùng các cháu đó hết thảy là bảy người. Nàng là con đòi của Laban đã cho theo hầu ra trên con gái mình. Các người đi đến xứ Ai với Gia tức là các người do nơi Gia sinh nếu không kể các nàng dâu, thì hết thảy là sáu mươi sáu người con của Joseph đã sinh tại Ai Cập được hai. Vậy các người thuộc về nhà Gia Cốp đi đến Ai Cập cộng hết thảy là bảy mươi người. Gia Cốp sai đi đến trước, đặng xin Joseph đưa mình vào bờ cõi Goshen. Vậy họ đều vào xứ Goshen. Joseph thắng xe đi lên Goshen đón Israel cha mình. Người ra mắt cha, ôm choàng lấy người và khóc một hồi lâu. Israel nói cùng Joseph rằng, Chứa chi cho cha chết bây giờ đi, vì cha đã thấy được mặt con, và biết con vẫn còn sống. Đoạn Joseph nói cùng anh em và người nhà cha mình rằng, Tôi sẽ lên trước tâu cho Pharaon hay rằng, anh em và cả nhà cha tôi ở xứ Canaan đã đến cùng tôi. Họ vốn làm người chăn chiên nuôi bầy súc vật, có dẫn theo hết bầy chiên, bò và các tài vật của mình. Và khi Pharaon truyền gọi anh em mà hỏi rằng các ngươi làm nghề chi, thì hãy tâu rằng, kẻ tôi tới Chúa cùng tổ phụ chúng tôi vẫn làm nghề nuôi súc vật, từ thuở còn nhỏ cho đến giờ. Ấy, hầu cho anh em đặng ở tại xứ Goshen, vì dân Egypto có tính gớm ghê hết thảy kẻ chăn chiên lắm. Chương 47 Joseph đến tâu mọi điều đó cho Pharaon hay, và nói rằng, cha và anh em tôi đã ở xứ Canaan đến, có đem theo chiên bò cùng các tài vật của mình, hiện bây giờ đang ở trong xứ Goshen. Người bạn đưa năm người trong bọn anh em mình vào ý kiến Pharaoh Pharaoh hỏi, các ngươi làm nghề chi? Tâu rằng, kẻ tôi tới bệ hạ là kẻ chăn chiên, như tổ phụ chúng tôi khi trước. Rồi lại tâu rằng, ấy đặng kiều ngủ trong xứ mà kẻ tôi tớ bệ hạ đã đến, vì xứ Canaan đói kém lớn lắm, không còn đồng cỏ chi hết cho bầy súc vật ăn vậy xin phép cho kẻ tôi tớ bệ hạ ngủ tại xứ Goshen. Pharaon phán cùng Joseph như vậy, cha và anh em ngươi đã đến cùng ngươi, vậy xứ Ai tôi sẵn dành cho ngươi, hãy cho cha và anh em ở chốn nào tốt hơn hết trong xứ, hãy cho ở tại xứ Goshen vậy. Và nếu trong các người đó ngươi biết ai giỏi, hãy đặt họ chăn các bầy súc vật của ta. Đoạn Joseph dẫn Jacob cha mình đến ý kiến Pharaoh. Jacob chúc phước cho Pharaon. Pharaon hỏi Jacob rằng, Ngươi hưởng thọ được bao nhiêu tuổi? Jacob tâu rằng, Những năm tôi sống ở đời phiêu lưu, hết hải là 130 năm. Các năm của đời tôi lấy làm ngắn ngủi và lại nhọc nhằn, chẳng bằng những năm bình sanh của tổ phụ tôi khi người ở phiêu lưu đó. Jacob chúc phước cho Pharaoh một lần nữa, rồi lui ra khỏi mặt người. Vậy, Joseph vân mạng pharaoh định chỗ ở cho cha và anh em mình cho họ một sở đất tốt nhất trong xứ egipto làm sản nghiệp tại miền ramse vua tùy theo số người cấp lương thực cho cha anh em và cả nhà cha mình vả sự đói kém lớn lắm nên trong khắp xứ chẳng còn lương thực nữa xứ Cập và xứ Canaan đều bị hao mòn vì ách đói kém đó Joseph thâu hết bạc tiền trong xứ Ai và xứ Canaan, tức giá tiền của muôn dân mua lúa, rồi chứa bạc đó vào kho Pharaon. Khi bạc tiền trong xứ Ai và xứ Canaan đã hết, thì tất cả dân Ai đều đến cùng Joseph mà kêu rằng: Xin cho chúng tôi lương thực. Lẽ nào vì cớ hết tiền mà chúng tôi phải chết trước mặt Chúa sao? Joseph đáp rằng: Nếu hết bạc tiền rồi, hãy giao súc vật các ngươi cho ta, ta sẽ phát lương thực đổi lại đoạn dân chúng bèn dẫn súc vật lại cho joseph joseph phát lương thực đổi lấy ngựa bầy chiên bầy bò và lừa năm đó người thâu các bầy súc vật của họ và đổi thế lương thực cho mãn năm rồi năm sau dân chúng lại đến kêu cùng người rằng chúng tôi không giấu chi chúa tiền bạc sạch trơn bầy súc vật đã giao cho chúa bây giờ chỉ sẵn dành cho chúa bản thân và đất ruộng lẽ nào chúng tôi và đất ruộng phải hao mòn trước mặt chúa sao hãy mua đổi lấy lương thực chúng tôi và đất ruộng luôn đi. Vậy chúng tôi cũng đất ruộng sẽ làm tôi mọi cho Pharaoh. Hãy cho giống chi đặng gieo hầu cho chúng tôi sống khỏi chết và đất không phải bỏ hoang. Joseph đã mua hết thải ruộng đất trong xứ Ai Cập cho Pharaoh. Vì sự đói kém thúc dục nên mọi người Ai Cập đều đem bán ruộng mình. Vậy ruộng đất đều thuộc về Pharaoh. Còn dân chúng từ đầu này đến đầu kia, người đều dời về ở trong các thành song ruộng đất của những thầy cả thì Joseph không mua đến, vì những thầy cả có lãnh một phần lương của Pharaon đã định. Vậy, họ ăn phần lương thực của Pharaon đã cấp cho. Thế cho nên những thầy cả chẳng đem bán đất của mình. Joseph nói cùng dân chúng rằng, Này, ta đã mua các ngươi và ruộng đất cho Pharaon. Đây, hột giống cho các ngươi đặng gieo mạ trong ruộng đó. Đến mùa gặt, phải nộp cho Pharaon một phần năm, còn bốn phần kia để cho các ngươi làm giống gieo mạ, dùng lương thực cho mình, cho người nhà, cùng cho các con nhỏ mình. Dân chúng nói rằng, Chúa đã cứu mạng chúng tôi, cầu xin cho chúng tôi được nhờ ơn trước mặt Chúa thì sẽ làm tôi mọi cho Pharaon. Về việc đó, Joseph bằng định một luật cho đến ngày nay hãy còn, buộc đất Egypto phải nộp thuế cho Pharaon một phần năm hoa lợi mình. Chỉ đất ruộng của những thầy cả chẳng thuộc về Pharaon. Vậy, Israel trú ngụ tại miền Goshen thuộc về xứ Ai gây được cơ nghiệp tại đó sinh sản và thêm lên bội phần. Jacob kiều ngụ trong xứ Ai được 17 năm, hưởng thọ được 147 tuổi. Khi ngài gần chết, Israel gọi Joseph con trai mình mà nói rằng: Nếu cha được nhờ ơn trước mặt con, xin hãy để tay lên đùi cha, cậy hết lòng nhân từ và thành thật ở cùng cha. Xin con đừng chôn cha tại đất Ai Cập khi cha an giấc cùng tổ phụ rồi. Hãy đem cha ra khỏi Egypto, chuông chung cùng mồ mã của người. Joseph thưa rằng, con sẽ làm y theo lời cha dặn. Jacob nói, con hãy thề đi. Joseph bằng thề. Đoạn Israel quỳ lại nơi đầu giường mình. Chương 48 Và khi các việc đó qua rồi, có người nói cùng Joseph rằng, Này, cha người đau. Joseph bèn đem Manasseh và Ephraim hai đứa con trai mình cùng đi đến. Họ cho Jacob hay và nói rằng, này Joseph con trai ông đến thăm ông đó. Israel cố gượng ngồi dậy trên giường. Jacob nói cùng Joseph rằng, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã hiện ra và ban phước cho cha tại Luzer trong xứ Canaan mà phán rằng, Này, ta sẽ làm cho ngươi sinh sản và thêm nhiều, làm thành một hội dân, Ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ này làm cơ nghiệp đời đời. Bây giờ, hai đứa con trai đã sanh cho con tại xứ Egypto trước khi cha đến là Ephraim và Manasseh, cũng sẽ thuộc về cha như Ruben và Simeon vậy. Còn mấy đứa con mà con sinh kế đó thì sẽ thuộc về con. Về phần hưởng cơ nghiệp, chúng nó sẽ đồng một thể cùng anh em mình. Khi cha ở Pha Đan trở về xứ Canaan, thì Rachin chết dọc đường có mặt cha gần Ephrath. Cha chôn người ở bên con đường đi về Ephrath, tức là Bethlehem. Israel thấy các con trai Joseph bèn hỏi rằng, những đứa này là ai? Joseph thưa rằng, ấy là những con trai của con mà Đức Chúa Trời đã cho tại xứ này. Israel lại nói, xin hãy đem đến đây, đặng cha chúc phước cho chúng nó. Và mắt của Israel già nên làng chẳng thấy chi nữa, bèn biểu chúng nó lại gần ôm choàng và hôn israel nói cùng joseph rằng trước cha tưởng chẳng còn thấy được mặt con nhưng bây giờ đức chúa trời lại làm cho cha thấy được đến dòng dõi con nữa joseph dẫn hai đứa con trai ra khỏi hai đầu gối cha mình rồi sấp mình xuống đất đoạn người dẫn hai đứa trẻ lại gần cha tay hữu thì dẫn ephraim sang qua phía tả của cha còn tay tả dắt Manashe sang qua phía hữu. Israel đưa tay mặt ra, để trên đầu Ephraim là đứa nhỏ, còn tay trái để trên đầu Manashe. Người có ý riêng để tay như vậy, vì Manashe là đứa lớn. Rồi người chúc phước cho Joseph rằng, Cầu xin Đức Chúa Trời mà tổ phụ tôi là Abraham và Isaac đã thờ phượng, là Đức Chúa Trời đã chăn nuôi tôi từ khi mới lọt lòng cho đến ngày nay thiên sứ đã cứu tôi ra ngoài vòng hoạn nạn hãy ban phước cho hai đứa trẻ này nối danh tôi và tổ phụ tôi là abraham và isaac và cho chúng nó thêm lên nhiều vô số trên mặt đất nhưng joseph thấy cha mình để tay hữu trên đầu ephraim thì có ý bất bình liền nắm lấy tay cha đã để lên đầu ephraim mà tráo đổi qua đầu manasseh rồi thưa rằng chẳng phải vậy cha đứa này đầu lòng để tay hữu cha trên đầu nó mới phải chứ. Nhưng cha người không chịu và cãi rằng, cha biết con, cha biết, nó sẽ trở nên một dân, nó cũng sẽ lớn vậy con. Xong, thế nào em nó cũng sẽ lớn hơn, và dòng dõi nó sẽ thành ra vô số nước. Trong ngày đó, người chúc phước cho hai đứa con trai này mà nói rằng, ấy vì ngươi mà dân Israel sẽ chúc phước nhau rằng, cầu xin Đức Chúa Trời làm cho ngươi được giống như Ephraim và Manasseh. Vậy, Jacob đặt Ephraim trước Manasseh. Israel lại nói cùng Joseph rằng, Này, cha sẽ thác, nhưng Đức Chúa Trời sẽ phù hộ và đem các con trở về xứ tổ phụ. Còn cha sẽ cho con một phần đất trỗi hơn các anh em là phần đất của cha đã dùng cung kiếm đoạt lấy của dân Amorit đó. Chương 49 Jacob gọi các con trai mình lại và nói rằng, Hãy hội lại đây, cha sẽ nói những điều phải xảy đến cho các con ngày sau. Hỡi các con trai Jacob, hãy hội lại mà nghe, nghe lời Israel cha của các con. Hỡi Ruben, con là trưởng nam của cha, sức lực cha và đầu tiên sự mạnh mẽ cha, vốn có sự tôn trọng và quyền năng tót chúng con sôi trào như nước nên sẽ chẳng phần hơn ai vì con đã lên giường cha con lên giường cha bèn làm ô làm dơ đó Simeon và Levi là anh em ruột thanh gươm chúng nó thật khí giới hung tàn cầu cho tâm hồn cha chớ có đồng mưu vinh hiển cha chớ hiệp cùng hội họ vì họ đã giết người trong cơn giận dữ cắt nhượng bò đực vì ý riêng mình đáng rủa xả thay cơn giận dữ họ vì thật là hung mạnh đáng rủa xả thay khí giận họ vì giữ dằn thay ta sẽ phân chia họ ra trong nhà gia cốp tán lạc họ trong dân israel hỡi juda các anh em sẽ khen ngợi con tay con sẽ chận cổ quân nghịch các con trai cha sẽ quỳ lại trước mặt con juda là một sư tử tơ hỡi con con bắt được mồi rồi tha về nó sụp gối, nằm khác nào sư tử đực. Như sư tử cái, há ai dám khiến ngồi lên. Cây phủ Việt chẳng hề rời khỏi Juda kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó. Cho đến chừng, đấng si lô hiện tới, và các dân vân phục đấng đó. Người buộc lừa tơ mình vào gốc nho, lừa con mình vào nhành nho tốt nhất. Người giặt áo sống mình vào rượu nho, cùng lấy huyết nho lau áo tơi mình. Mắt người đỏ vì cớ rượu, răng người trắng vì cớ sữa. Sabulon sẽ ở nơi gành biển, tức là nơi có tàu đậu, bờ cõi người chạy về hướng Sidon. Isaka là một con lừa mạnh mẽ nằm nghỉ giữa chuồng. Thấy rằng sự yên ổn là tốt lành và đất đai đẹp lắm thay. Người đã ruồng vai vác gánh nặng phải vân phục những điều siêu dịch. Đang sẽ xử đoán dân chúng mình như một trong các chi phái Israel. Đang sẽ là một con rắn trên đường, một rắn lục trong chốn nẻo cùng, cắn vó ngựa, làm cho kẻ cởi phải té nhào. Hỡi giê hô tôi trông ơn chứng cứu của Ngài. Còn gác sẽ bị một đạo binh xông đánh, nhưng người xông đánh lại và đuổi theo do nơi a có thực vật ngon người sẽ cung cấp mỹ vị cho các vua Nephtali là nai cái thả chuồng nói bài nhiều lời văn hoa joseph là chồi của cây tươi tốt mọc gần bên suối nước nhanh nhánh phủ bao trên ngọn tường kẻ cầm cung đã ghẹo chọc người bắn tên vào và hãm đánh nhờ tay đấng toàn năng của gia cốp nên cung người vẫn bền chắc nhờ đấng chăn chiên là đá của israel nên hai tay người thêm mạnh đức chúa trời của cha sẽ giúp đỡ con đấng toàn năng sẽ ban phước cho con tức là phước lành ở chốn trời cao xuống cùng phước lành ở nơi vực rộng thẳm lên phước lành của vú và của lòng mẹ phước lành cha chúc cho con vượt lần lên cao hơn các phước lành của tổ phụ cha cho đến các chót núi đời đời các phước này sẽ ở nơi đầu joseph nơi tráng của chúa các anh em mình. Benjamin là một con chó sói hay cấu xé, Ban mai đi đánh chết mồi, chiều phân chia mồi đã được. Các người đó là đầu trưởng của 12 chi phái Israel, và đó là lời của cha họ nói đang khi chúc phước cho, chúc một lời phước riêng cho mỗi người vậy. Đoạn, người ra lệnh cho các con trai mà rằng, cha sẽ về nơi tổ tông. Các con hãy chôn cha chung cùng tổ phụ nơi hang đá tại đồng ruộng Ephro người tít tức là hang đá ở trong đồng mặt Bela ngang Mamre thuộc về xứ Canaan mà Abraham đã mua làm mộ địa luôn với đồng ruộng của Ephro. Ấy nơi đó, người ta đã chôn Abraham và Sarah vợ người, Isaac và Rebecca vợ người, mà lại nơi đó cha cũng đã chôn Lea nữa cái đồng ruộng cùng hang đá ở tại đó đã mua của dân họ hết vậy. Khi trối mấy lời này cho các con mình xong, thì Gia Cốp để chân vào giường lại, rồi tắt hơi, được về cùng tổ tông mình. Chương 50 Joseph bèn cúi đầu xuống mặt cha mình, hôn người và khóc. Đoạn Joseph biểu mấy thầy thuốc hầu việc mình dùng thuốc thơm xông cho xác cha, thầy thuốc bèn xông cho Israel. Bốn mươi ngày xông thuốc hầu qua, vì ấy là hạng ngày dùng xông thuốc. Dân Egypto khóc người trong bảy mươi ngày. Khi mãn tan rồi, Joseph bèn nói cùng quần thần Pharaon rằng, Nếu tôi được ơn trước mặt các ngươi, xin hãy thuật lại lời này cho Pharaon nghe. Cha tôi có biểu tôi thề mà rằng, Này, cha sẽ chết, con hãy chôn cha nơi mộ địa ta đã mua sẵn rồi trong xứ Canaan vậy bây giờ tôi phải lên đó chôn cha tôi rồi sẽ trở xuống. Pharaon bèn phán rằng, hãy trở lên chôn cha ngươi, y như lời người đã bắt thề đó. Joseph dời xác cha mình trở lên chôn. Quần thần Pharaon, các bậc trưởng lão trong đền, các bậc trưởng lão trong xứ Ai hết thảy nội nhà Joseph, các anh em và nội nhà cha mình đều đi lên theo đưa với người. Trong sen, chỉ còn những đứa trẻ và chiên cùng bò của họ mà thôi. Lại cũng có đem ngựa và xe theo lên nữa, thật là một đám xác rất đông thay. Khi đến sân đạp lúa của A Tác ở bên kia sông Giô thì họ làm lễ khóc thang rất nên trọng thể tại đó. Đoạn, Joseph để tan cha trong bảy ngày. Dân Ca-na-an, tức là dân xứ ấy, thấy khóc thang nơi sân đạp lúa A Tác thì nói rằng, ấy là một đám khóc thang trọng thể của dân Egypto đó bởi có ấy người ta gọi cái sân này tên là Aben mitraim ở bên kia sông Jordan. Vậy các con trai Gia làm theo lời cha trối lại, dời xác người về xứ Canaan, chuông trong hang đá của đồng mặt Bela ngang Mamre mà Abraham đã mua luôn với đồng ruộng Ephro người Hê-Tít để dùng làm mộ địa. Chuông cha xong rồi, Joseph cùng các anh em và các người đi lên theo đưa xác cha đều trở xuống xứ Cập. Các anh Joseph thấy cha mình chết rồi thì nói với nhau rằng, Có lẽ Joseph sẽ ganh ghét chúng ta và trả thù việc ác chúng ta đã làm cho người chăng? Các anh bèn sai người đến nói cùng Joseph rằng, Trước khi qua đời, cha em có chối rằng, Hãy nói lại cho Joseph như vậy, Ôi, xin hãy tha điều ác tội phạm của các anh con đi, Vì chúng nó đã lỗi cùng con đó. Nhưng bây giờ, Cha xin con hãy tha tội kẻ tôi tớ của Đức Chúa Trời cha. Nghe qua mấy lời này, Joseph bèn khóc. Chính các anh người đến sắp mình xuống dưới chân mà nói rằng, Các anh đây thật là kẻ tôi tớ của em đó. Joseph đáp rằng, Các anh đừng sợ chi, Vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi, Nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, Hầu cho cứu sự sống cho nhiều người y như đã xảy đến ngày nay và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Vậy, đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng các anh và con cái các anh. Đoạn, Joseph an ủi các anh và lấy lời êm dịu mà nói cùng họ. Joseph cùng nhà cha mình kiều ngụ tại xứ Egypto, người hưởng thọ được 110 tuổi. Người thấy được các con cháu Ephraim đến đời thứ ba, và cũng có được nâng niu trên gối mình các con của Maki tức con trai của Manasseh nữa. Kế, Joseph nói cùng các anh em rằng: "Em sẽ chết, nhưng Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em thật, đem các anh em về xứ mà Ngài đã thề hứa cùng Abraham, Isaac và Jacob." Joseph biểu các con trai của Israel thề mà rằng: "Quả thật, Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em, xin anh em hãy dời hài cốt tôi khỏi xứ này."